Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với vlog của Vũ Tiệp nha. Chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Hôm nay xin phép mọi người mình làm một cái đoạn video ngắn ngắn để test một cái bộ dàn âm thanh nghe nhạc MIDI, bộ dàn âm thanh vi tính của hãng Denon. Thì bộ dàn này gồm có một chiếc âm ly tích hợp giải mã lấy mạng từ trên TV hoặc là vi tính ra âm ly, kết nối ra một cái cục loa trầm có bát đường kính bát khoảng 20 và một cặp loa nho nhỏ. Đây là hệ thống âm thanh vòm 5.1. Tên của cái bộ dàn này là AVCS500HD. Đây là có bao gồm cả sách hướng dẫn rồi là điều khiển đây. Nếu như ai mà thích nghe nhạc xem phim để ở dưới TV này thì nên sắm mình một cái bộ dàn này, xem đá bóng rồi là xem phim rồi là nghe nhạc, giá rẻ hợp lý. Đây mình quay một chút kết nối đằng sau rồi cho mọi người xem nhé. Kết nối thì có sách hướng dẫn rồi, cũng rất là đơn giản thôi. Nên mọi người nhìn qua đây một chút, đây có rất nhiều cổng, nhưng mà đây mình đang lấy tín hiệu từ trên cái chiếc máy tính này xuống nha, xuống cái cổng đằng sau này, VCR đây. VCR đây. Dưới cái cổng có chữ TV. Rất nhiều cổng kết nối. Cổng digital, cổng cáp quang lấy từ trên TV xuống. Rồi là HDMI. Còn đây là kết nối được rất nhiều loa đây mọi người, rất là nhiều cổng loa đây. Mé bên tay phải này là kết nối sang loa bên tay phải này, bên trên này, bên trái này thì kết nối sang cái loa bên trái đây. Còn ở giữa bên dưới này thì sẽ ra loa trầm, sẽ ra cái cục loa trầm này. Đây, hãng Denon. Cục loa trầm này và cái thiết bị, cái sản phẩm này thì của hãng Denon nhưng mà được sản xuất ở Chile mọi người nhá. 130W, điện 100V. Sản xuất ở Chile nhưng mà được xuất sang bên Nhật Bản này thì cũng rất là tốt đấy mọi người. Giá thì rẻ nên là được sản xuất ở bên nước Chile. Bộ dàn này mình bán với giá là 6 triệu Việt Nam đồng về đến nhà mọi người nha. Chỉ có duy nhất một cái bộ này thôi mọi người. Mình mua ở hiệu đồ cũ. Còn một trước này là HDMI này. Mình sẽ cho to cái volume lên một chút. Tổng thể của bộ dàn này thì vẫn rất là đẹp đấy mọi người. Thank you.
Đấy, mình test qua một cái đoạn nhạc như vậy mọi người. Ai có nhu cầu mua cái sản phẩm này thì liên hệ mình nhá. Cái này mình cũng chỉ có một bộ này thôi. Nếu mà ai muốn tìm cái bộ như này nữa thì lại phải để tìm sau thôi mọi người. Bây giờ mình xin kết thúc video đây. Chúc mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe nhá. Thì bây giờ mình sẽ test một đoạn nhạc qua lời. Thì mình cũng cho cái video này sang cái trang Facebook của mình. Sau đó mình sẽ sao chép cái đường link mình để vào cái Zalo để mọi người, mình đăng cái ảnh lên thì cho đường link vào Zalo thì mọi người vào đấy xem ủng hộ Vũ Tiệp nha. Thank you mọi người. Bye bye.